Thật ra anh Điền và chị Mai đã làm nên một cái tour ăn Tết miệt vườn vô cùng ý nghĩa. Chiến! Chiến ơi! Lại biểu, lại biểu. Lại đây. Dạ, anh hai gọi em. À, mày coi nè. Đó, mày coi đi. Họ đã cho du khách của mình cảm nhận được một cái Tết như thế nào là Tết truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó, mày coi nó được không? Em thấy được mà anh hai. Ủa là sao? Anh hai nghĩ đi. Em Trang á là một đứa vừa giàu, vừa ly, vừa chảnh nữa, mà còn biết suy nghĩ lại để hướng thiện. Huống gì anh em mình hả anh? Là sao? Anh hai biết không, bao nhiêu lâu nay á, em theo anh hai, phụ anh hai làm gầy dựng hôm tay, làm du lịch. Ừ. Mà anh hai cứ xúi em làm du côn hoài. Ừ. Thôi, em không làm nữa đâu. Là sao? Em nói thiệt, giờ em ra đường ai cũng ghét em á, thậm chí mấy đứa con nít gặp em nó còn cười nữa. Thì đó, sống ở đời có kẻ ghét người thương, có nghĩa là người ta ghét thì người ta ra mặt, mà còn những người mà gặp mình á là ta cười, là ta vui vẻ, hiểu không? Không phải đâu anh hai. Cười gì nè? Cười sao? Trời ơi, khổ quá. Nhưng mà ý mày giờ là sao? Em rất là biết ơn anh hai, bao nhiêu lâu nay đã cưu mang dạy dỗ em. Mà em thấy ông bà mình nói đúng đó anh hai, quay đầu là bờ. Em không làm nữa đâu, em muốn quay đầu thôi. Em rút quá. Trời đất. Ê, ê Chiến, Chiến, sao hai đứa này nó nói có một câu vậy ta? Quay đầu là bờ. Quay đầu thấy toàn là nước không hả cha? Khổ ghê. Ai buồn sao câu, ai đau trong lòng, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn, ai đau lẻ loi. Ai... Người dân ở trong đó rất là hòa thuận và hiếu khách. Nếu như có dịp, mọi người hãy đến và trải nghiệm tour ăn Tết miệt vườn để cảm nhận được hết những gì tôi nói. Thiệt cái tình, đây mới đúng là Trang của Chung nè, Trang nhân hậu hiền lành dễ thương của tôi nè. Chỉ vì tôi ghen ghét trong yêu đương cho nên là tôi mới nói vậy, chứ những người ở đó họ rất là chu đáo và nhiệt tình. Nếu như có dịp, mọi người hãy đến đó và trải nghiệm tour ăn Tết miệt vườn. Hay quá. Đó, cô thấy chưa, tôi đã nói rồi, tôi nhìn người là không có sai đâu à nghen. Nhỏ này được à nghen, gan dạ can đảm hảo hán nữa. Ít có ai khi làm sai rồi mà đứng ra xin lỗi công khai như vậy lắm. Tám nói rất đúng, tính ra con nuôi của Tám cũng là một người biết điều á chứ. Vậy mà hôm bữa em hơi quá, nó hơi nhiều á, Tám đừng giận em nha. Trời ơi, thôi, giận dỗi gì không biết nữa. Vậy là năm nay suôn sẻ đôi đường rồi ha. Dạ, suôn sẻ suôn sẻ. Giờ mình uống miếng trà ấm lòng nghe. Ừ. Nói ra được sự thật này, tôi thấy rất là nhẹ lòng. Năm mới, tôi xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, vui vẻ, vạn sự như ý. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi. Thấy vậy cũng coi được ha. Mà hình như em cũng hơi quá với bả. Phải chi gặp lại để em cảm ơn bả một tiếng. Nhờ có bả mà em mới biết thoa son không bị lem ra ngoài môi. Ý, lem miếng son nè. Để anh coi. Mừng quá mấy anh chị ơi, em đã gửi cho chị KOL cái clip mà chị Đài Trang nói là sự thật á. Bây giờ chị nói là chị sẽ giải quyết vụ này và đính kèm video luôn. Ừ. Dạ. Còn mấy tí nữa thôi là khách họ về. Bây giờ ngoài cái chuyện gửi clip để xác định thật hư như vậy thì tụi mình còn biết làm gì nữa đâu. Tao thấy vậy là tụi mình cũng thành công lắm rồi đó. Tụi mình làm chơi chơi mà có được quá trời kinh nghiệm luôn. Bây giờ nếu có lỗ á thì coi như đó là tiền học phí đi. Mày nói đúng á, tụi mình còn trẻ mà, đâu lo chết đói đâu. Mấy ông có kéo xuống thu hết tiền á thì mình nộp phạt thôi, sợ gì.
Ủa Lân, em tính tiền hết chưa? Dạ mấy anh chị nói là đúng giờ mới tính nên em chưa tính. Tính luôn đi, chứ công sức của mấy anh em mình quá trời nhiều. Với lại á, mọi người có xuống bếp đứng thử đi rồi biết cực cỡ nào. Thiệt cái tình luôn á, mấy người sướng lắm á nha. Lấy được thằng Điền á là lời quá lời luôn rồi đó. Ê, My An gọi nè. Nghe đi Điền. Anh nghe nè My An. Em nói sao? Cái clip nó được phục hồi rồi hả? À, quá tốt vậy. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Chừng nào mà tụi anh làm thiệt á, tụi anh sẽ thông báo cho em nha. Rồi rồi, rồi chào em. My An nói á, video đã được phục hồi rồi. Hay quá hả? Tốt quá rồi. Thì chuyện này trước sau gì cũng vậy thôi. Cậu nói á, là hiệu ứng sau cái clip đính chính của Đại Trang rất tốt, phản ứng của cộng đồng mạng rất là tích cực, nên cậu quyết định là phục hồi cái đoạn video đó. Vậy thì hay quá rồi. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Ăn Tết Miệt Vườn, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem và xem lại độc quyền trên THVNI, tải app ngay trên Google Play và App Store.